Sáng nay, Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới khóa 1 năm 2023. Trong quá trình phấn đấu vào đảng, các đảng viên đã được học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị với các nội dung về khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, những nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại lớp bồi dưỡng lần này, hơn 100 đảng viên mới nghiên cứu 10 chuyên đề về những vấn đề cơ bản cốt lõi của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở. Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023.